Ngay lúc này chim sâu ngồi kể hết hiện tại là Long có đang chạy xe ôm hay không thì mời quý cô chú anh chị vào xem video. Vô gì chị? Ở nó kìa người ta đó tôi. Tại người ta thề gì đó mà trời Phật làm chứng mà. Tại đi mình giúp đỡ như tại. Rồi chim sâu không bị. Chim sâu không bị nữa kìa. Đây đi. Nghe cái vụ thề của mấy người đó đúng không? Tới chiều không còn miếng tiền túi luôn. Mới chỗ này thề lại kia thề tiếp rồi đó. Mà thề rút dụng là tới chiều á là chỉ vô nhà. Một là này cái kia ăn nhậu nhạt ú. Câu cá chốt rồi đó. Ừ. Trời ơi, mấy người đó đâu có sợ cái vụ thầy đâu. Thầy nói bằng miệng thôi. Quan trọng là ông trời ông rõ thôi. Chim sông không bị kìa. Bà nói vậy không? Này bà nói vậy. Thiệt tình lúc nãy thôi gì con ta vậy mà lấy tờ đó mà dán lên cái nó hết sốt liền vậy. Đúng không? Còn sốt không sao? Còn anh Quý sao? Anh Quý dán hạ sốt. Anh Quý dán 10k lên kênh nha anh Quý. Dán 10k lên cái. Dán. Đã em nói sốt mà ngộ thì trời. Đã người ta sốt mà ngộ được chứ. Dán 20k rồi. Dán 20k rồi hả? Giờ dán tìm 10k. Dán 10k thôi, dán 10k thôi là ta hết sốt rồi. Đâu giờ nè sao? Kéo trắng ra sau. Kéo trắng ra. Dán vô. Dán lên, rớt rồi kìa, dán lên kia sau. Trời ơi. Dán lên. Nè cái tặng ngay cho. Bạn chim sâu cái nón luôn á. Anh dán lên, dán lên. Trời đã người ta sốt mà ngộ thì chớ dán lên. Dán lên. Dán nhẹ nhẹ thôi, đã người ta sao mà. Thôi vui vẻ. Vui vẻ nè. Dán lên. Trời ơi, tiền luôn. Hiểu luôn. Trời ơi, bữa nay sâu. Ai vô lên tiền luôn. Nghe. Lấy không? Lấy bỏ vô bóp lại à. Ê, nhìn mặt vàng vàng không? Chả bộ đó nghe chắc cái tờ này dán lắm. Rồi cái tờ này 10k này chắc không có keo rồi, dán không có chín rồi đâu ơi. Bởi vì tao có chịu rồi đó. Cái này chắc mấy cái tờ mà xanh xanh tím tím này kia đó. Bỏ vô đi. Đây cái anh kìa. Nói không nói gì gan mà thấy chưa. Dán cái tờ đó là dính đó. Dính đó. Thôi cái tờ đó để mời mới dán được. Mời nó mới có keo mà giờ nó chưa có keo. Của cải có nhiêu đó. Nghe sau ngày mai mới dán được. Để tối vậy là anh Quý tha keo vô. Vậy. Nói gì nghe chơi sao coi. Điện đồng nè, không quay coi. Điện đi chứ tôi sợ vậy. Điện ai gì sao? Đang tối điện. Hồi nãy mới đưa 20k đó, làm sao làm mà điện đi. Bà bây giờ quay có ai coi đâu mà đòi cho nhiều đúng không? Alo. Anh à. Nhớ em không? Nhớ à. Người ta đi chạy xe đò, xe ôm này kia điện làm phiền. Bởi vậy, ổng bỏ mày phải. Đi cho ai vậy? Quá trời làm phiền. Ông không nghe máy đâu. Nghe đâu cái này ta đi ấy à. Rồi. Đang bậm rồi. Này thì ấm rồi, ấm nước. Rồi. Ờ, đang bậm nước sống rồi gì đang bậm nước cấp tóp rồi. Lơ mơ đang đập dịch đúng không? Ừ. Cái gì nữa? Đập dịch luôn cái chim sâu. Ta chậm đâu vậy đó, tự nhiên cái bỏ không đi chi vậy? Có nghe máy đâu? Chị. Mười đời chim sâu. Chị. Chim sâu à. Chị đi đâu? Chị nó chi đâu? Vậy? Ngồi đi hỏi mua tiếp cho. Để tối anh ta. Trả gì trời? Số này chưa bán tới chiều nữa mà đòi trả. Đúng tao rồi. Giờ này còn chắc sáng mà không chịu đi bán. Mấy mình lên đi cho bánh đồ băng lớn bán đi sao ơi. Không chịu đi bán. Đồ băng được đó. Lấy số mà không chịu đi bán. Rồi thang bán không hết, không nổi. Còn năm mấy tờ dữ vậy? 8 tờ, 7 tờ. Gì dữ. Đi đâu? Gì dữ hả? Bữa nay chim sâu vô mánh ta. Bán thì không chịu đi bán đâu. Cái đầu thang là không hết. Trời ơi 45 tờ kìa. Giúp em nói 1 tờ để trả 44 tờ. Đây để em mua cho. Trời ơi những tờ gì đây? Bến Tre hả? Tiếp 10 tờ nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, trả đó.
1, đi 2, đi, 3, mát 4, đi. 5, 6, 7, 8, nè, bà Sáu bà nhớ nghe, bữa nay đại 1, gia sở Khanh 2, ủng hộ 3, cho bà 4, đó 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 12 11 tà chán tà còn 10 tà đây. Nè, vậy không nè, bó vô đi, điểm lại đi nghe. Sở Khanh đó, có tên Sở Khanh đó. Sở Khanh đó. Ơi nè, thôi em lại bút. Có 2 cái chanh nữa. Thôi em lại 4 dít. Có luôn hả? Trời ơi, sâu đại gia. Sâu đại gia mà quên vụ mới vô một cục. Trời ơi, sâu rồi mới vô một cục. Mẹ Hà mới lì xì vô một cục. Ừ, còn nhiêu tà? Có không? Rồi, em trả tiền nước chị ơi. Sao tình xanh rồi? Sao không có tiền lẻ? Sao không có tiền lẻ luôn mà? Em không có hả nợ? Nè thôi tính tiền nước cho em cái đi nè. Nó cũng vậy à. Không phải tối à. Ừ, đường nào em không phải tối chứ sợ tối cũng chịu nó gì thì còn gì nữa. phải Sở Khanh này nghe. Hôm mua ta cái tặng cái đi. Tao ủng hộ cỡ đó mà. Đó ha, bây giờ tinh thần nó sảng khoái liền thấy không? Ăn đi. À, ngồi tại chỗ này biết làm sao mà bán được. Em thương chị em mới mua xôi cho chị ăn chị thấy không? Không đau bao tử em ăn sao này tốt lắm nè. Đau bao tử ăn nếp nó hết đau má ơi. Ừ. Tôi nè, tôi đau bao tử nè. Nếp tốt lắm. Đau tới. Ừ. Mẹ. Ờ, bố nội. Ăn xôi đi. Em không đau bao tử xong mà em còn đau cửa mình nữa nè. Tôi ăn xôi mà nó hết đó. Phái kỳ. Phái kỳ. Phái kỳ. Dương cao trả tiền sao? Sao giờ phái cái trình độ mà nói chuyện của Sở Khanh rồi. Cháu không? Cái gì? Cháu không? Cháu hả? Cháu ở đâu? Cháu với bà Tám học dịch hả gì? Chim sâu bao hả chim sâu? Bà bao cái gì? Bà bao tôi ăn. Cháu có lóc. Cháu có lóc gì? Mà bà bao tôi ăn. Cá lóc có bự cho bà không? Bà ăn cháu cà, có lóc cà bà bao ý con. Thấy với ăn lông hả? Cái này ăn cóc. Ngày gì đó em. Mà bà bao cái gì? Yêu quảng cáo quảng cáo đó phải không? Ai mà tính ra là từ sao quăng cái gì em? Dạ. Ai tính ra từ hồi đó tới giờ là quay chim sâu tới giờ là đang khuyến mãi không? Bao lần nào luôn á? Mình đang khuyến mãi không? Còn bao mấy cái người không có giúp không à? Chị đi Phú Quốc không? Đúng rồi, Phú Quốc lễ này ba mượn tên đi Phú Quốc nè. Đi không? Đi không? Đi bển kiếm mẹ không? Mẹ chị bên Phú Quốc gì mà phải không? Đúng rồi. Sẵn đi du lịch luôn. Em đi Phú Quốc nè. Trời ơi, cái đẹp kìa. Không đi. Gì? Không đi. Đẹp bài nhắc rồi. Vinh kêu. Vinh Tân Hồng kêu. Ta. Trời còn nhiêu đó là đem đi trả nè, là sao? Em bảo đảm với chị thì với bao nhiêu đó, từ đây tới chiều không đủ. Em đã mở hàng rồi, cái gì cũng gì trơn á. Cái bà đó bán xôi phải không? Em hỏi bà còn nhiêu gói, bà nói bà còn 17, 18 gói. Em kêu bà lấy hết cho em lấy 10 gói, người ta lại mua cái mấy gói kia hết luôn. Chứ đáng lẽ em mua tới 17, 18 gói luôn đó. Mà em mua bảo xúc mới có 10 gói, người ta lại mua nên em để cho người ta mua luôn. Bà cứ yên tâm, ngồi đây đi, tới chiều làm luôn. Trả lại cho bà. Dò luôn. Còn có 35 tờ mà. Ừ. Bữa nay thiếu bữa đây. Em từ chiều trước này trả lên đi kia bán kìa. Không, ê ngồi đây thiếu luôn đi. Chiều dò luôn, biết đâu chiều nay tới một chuyện sao đúng không? Đúng rồi. Biết đâu đó ngày mai cái thức dậy sâu thành đại gia sao trời? Đúng rồi. Đại gia tiền tỷ. Hả, à, thấy không nào? Tôi cuối cùng mà chưa trả sao? Bây giờ bà bán thiếu không tôi mua? Nó có thứ một cái gì đưa em coi lại thôi. Thứ một đi lẽ chơi ví dụ chúng lục đất là chúng hết nguyên cù này hả? Đâu được. Nó chúng chỉ có một cù mười. Thì nó có một khớp thôi. Khớp có mười. Lấy đầu máy. Hủi. Ôi. Nãy em lấy rồi mấy đêm coi coi. Lấy đầu 39 là khó vô lắm nghe. Đầu 2 à? Đầu 2. Con này đầu 0 thì quá có đầu 3 đó. Sau này má hơn nửa người à. Tôi chơi hết với bà luôn. Chết mẹ rồi. Coi như làm từ thiện 45 tờ phải không? Đây còn 35. Còn 35 tờ. 300 giữ. À. Còn 35 tờ 300 giữ. Đúng là không? Tổng của bà là 45 tờ, tôi trả cho bà hết 10 tờ rồi, còn 35 tờ tôi trả cho bà thêm 350 nữa. Chứ chờ bà đó có thôi tiền tôi trả 350. Tiền của Vinh Tân Hồng tôi bắn qua tài khoản cho Vinh Tân Hồng sao? Ê. Rồi bà khỏe chưa? Khỏe chưa? Bà nói bà mệt là tôi trả lại cho bà luôn á. Khỏe. Khỏe. Khỏe.
Thẻ đó. Bây giờ nè, mua hết cho bà đó, ngồi đây tới chiều cho mấy con tôi. Được không? Mua luôn 45 tờ rồi. Vậy ngồi đây tới chiều luôn nha. Được không? Là hết ra khỏi đi xuống dưới chạy chạy xuống. Khỏi đi xuống dưới, khỏi trả. Mua cho luôn, bỏ thẻ luôn rồi nữa. Nào đi đi dưới đi về hết 30 ngàn rồi. Ơi. Không, 15 ngàn à. 15 ngàn về đi chị. Có là có cộng nước mà. Ủa vậy luôn hả? Tiền xăng khỏi tính. Trời cộng nước nước ngào điện không? Ngon ta. Số bộ. Ê vậy sao nãy tôi chạy. Cộng nước mà. Ê bà sao nãy tôi chạy ngang được. Dạ ước vậy. Thấy vợ bệnh ước vợ già. Trời hạnh phúc dữ ta ơi. Ê sao ơi. Nói nghe nè, nãy tôi chạy qua về lại thấy chồng bà ế quá, không ai đi xe đỏ cho nghỉ. Thấy vợ đi đâu. Dạ. Hồi sáng lấy nhiêu tờ, 50 tờ phải không? 60 hả? Rồi hôm nay chồng bà có chạy được cuốc nào không? Có. Được mấy cuốc? Ngày được mấy cuốc? 3 cuốc, 2 cuốc à. 20 ngàn bạc không? Trời ơi, chạy cuốc xe mà 20 ngàn không đủ thuốc nữa mà làm. Trời. Vô làm công ty nó cho đầu đi. Đúng không? Cái 20 ngàn làm được vậy vô bà công ông ty. Ông đi đâu rồi chứ ông đi ấy gì? Hết luôn. Nè thôi em lại 50. Thôi lại 50. Thôi lại 50 nha. Ừ. Mày nè đưa cho Vinh Tân Hồng luôn. Đưa bà đưa đây đi. Bà đưa đây đi rồi ta giúp bà giúp hỏi bà hết mấy chục rồi. Lấy 6 rồi. Thôi. Con đi. Thôi thấy rồi. Bà già đó. Bà muốn lấy tôi làm chồng phải không? Không, bà chịu tôi làm chồng phải không? Tôi cua bà không chịu bà nhớ nha. Tôi hơn ông Long đó, tôi dắt bà đi nhà nghỉ là tôi tu đạo bà là tán lá gơi luôn đó. Tu đạo tán lá gơi luôn chứ phải vừa đâu. Lấy hai chồng tôi yên ổn đi trời ơi. Trời ơi. Vậy là bà chơi tôi xấu hơn ông Long phải không? Đúng rồi. Rồi thôi. Trời ơi, kêu Long bước nghe solo. Nghĩ sao? Ông Long ba lớn rồi nè. Ông Long ba lớn rồi nè. Phải không? Đúng rồi. Bà biết của bà biết của sao Thanh bị lớn không? Tôi mà từ cái cầm tay bà lên cỏ cầm giò. Đây nè, để cho bà nhìn cỏ nhìn cầm tay. Thấy cái ống này không? Ba cắt cái gì? Ba cắt cái gì nè. Ba cắt nói gì? Phải. Chạy nước miếng. Tôi quay bà là toàn là tôi là bị người ta chửi nhiều nhất đó. Cô tử nào ông nội? Không ai chửi bà chứ chửi tôi không à. Đâu ai chửi bà đâu. Chửi tôi không mà chửi ông. Mấy kêu tôi mấy người ta toàn là kêu tôi bằng YouTube hôm không mà chứ không ai kêu bằng YouTube ấy chứ. Mấy anh YouTube hôm không à. Còn bà là không ai chửi cho. Không ai chửi bà vậy đó. Người ta chỉ tụng kinh giảng sanh cho bà thôi. Bà thấy con Nhi dẫn vòng không? Thấy Nhi dẫn vòng chưa? Thấy vậy. Bà chị thấy gì dẫn chồng hả? Thấy thay đổi màu son, nó bắt đầu ổng chua liền. Ta có cây son mới vừa tha lên, có tụm tướp rồi sẵn anh này không được chị, nghe. Cây son của chị là cây son màu tím chứ tha cây son của em mà thành màu hồng. Mấy bữa mà tha cây son của ông Long là thành màu đen, màu tầm màu mỏ. Son bên đây là son Nhật á. Cây son xịn đó. Hàng tốt á. Rau con coi dù hôm. Con thắng luôn nha. Rồi, để nói cho sau nghe nè, mấy cái đó là hồi trước là cũng của Mạnh Thường Quân không đó. Ngon bây giờ nè, xin đi. Xin Mạnh Thường Quân nó đi. Xin đi nè, 2, 3 nè, nói nè, cần cái gì nè. 2, 3. Nói. Phẳng. Phẳng nè, gọi gì nữa. Phẳng gì nữa. Kem, Kem, hộp kem bé lớn. Bé lớn không? Đúng rồi. Hộp kem bé lớn đúng không? Kem gì nữa? Kem có thịt cao quá gì? Xù á. Hộp kem cô gái tóc xù phải không? Nè, gọi gì nữa. Gọi gì nữa. Son không? Có son luôn. Son lì hay gì? Có rồi. Ấy là mua cây son xịn hay gì? Cây son sen, cây son 20 ngàn bạc à. Mua cây son mấy chai không? Sẵn xin luôn. Mấy chai luôn. Xin là phải xin vậy đó. Rồi có xin là mình chảy nó đi ăn không?
Có luôn hả? Chị có mua cái bằng chải biết chị không? Chị biết cái bằng chải mà vào sử dụng vào những cái ngày thanh minh không? Biết cái bằng chải đó không? Đó là chị là chỉ xài bằng chải đó thôi. À, quý cô chú Mạnh Thường Quân ơi, chim sâu vừa mới sinh đó cả nhà ơi, có ai cho chim sâu không? Thôi giờ mình xin đầy đủ một bộ mít cúp đi đúng không? Đó, mình phụ nữ mình phải có một bộ mít cúp trang điểm riêng đúng không? Ừ. Còn làm nail thì từ từ mình xin sao đúng không? Bây giờ mình có một bộ mít cúp đi cho mình đánh cái nền mình lại cho nó sáng sủa cái mặt tiền mình đi bán vé số cho có lọc có lá phải không? Hả? Chứ bây giờ mình cần đó trước nè, với cái nhà 1 tỷ. Cái nhà chị giá 1 tỷ mặt tiền đó. Mặt tiền là cỡ quận nhất quận 3 trở lên á, chứ mặt tiền nhỏ nhỏ cũng không hả phải không? Đúng rồi. Đó. Đó. Dạ. Chị ơi, xin mình xin tỷ luôn hả? Rồi. Đi ở gần Phú Mỹ Hưng luôn không? À. Nhắm đó. Nhắm được không chị sâu? Dạ ở đâu giờ chị muốn ở đâu? Quận nhất quận 3, Phú Mỹ Hưng hay là Thảo Điền hay qua đảo Kim Cương? À. Gần bên nhà Lý Nhã Kỳ bển á. Đi không? À cái nhà Lý Nhã Kỳ không? À. Qua đảo Kim Cương ở đi cho nó sang. Chị lúc nào cũng sang chứ mà sao mà sang trắng tâm lý. Tôi lấy luôn nè. Tôi lấy nè. Tôi lấy nè. Mua gói lại.